vui là trời ơi đi gấp. Nó nghe nè. Ai đây chị bận rồi. Trời cái này nó đụng ơi. Ê bà, bà làm gì mà? Để cho má đuổi má gì má? Không có, chị bận về nhà cho heo ăn. Hả? Về cho heo ăn. Trời ơi trời. Nói đầu ngay. Ngày mai nhà em có một buổi tiệc nhỏ mà chị qua chơi. Tối ngày tiệc không được. Hả? Tối ngày chị biết bao tiền ta. Cái gì? À, hả? Cái gì? Tiệc hả? Tiệc hả? Ừ. Trời vui vậy đó. Ừ. Chứ sao không? Ngày mai là làm sinh nhật cho nhỏ cháu. Rồi cái tính mời chị qua chơi, hiểu không? Anh thằng ơi, cháu gì mà xa lát xa lê cũng... Này nhớ qua nha. Ngày mai 6 giờ. 6 giờ hả? À không, quên. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều hả? Ừ. Nha, nhớ qua nha. Ừ. Chị qua chơi với em nha. Ừ. Đi qua ngoài 19. Ơ, qua ngoài 16. Ôi, trời ơi, trời. Gì mà cháu nội, cháu ngoại, cháu cố gì cũng làm sinh nhật hết trơn. Sao? Không phải đó, không phải nó. Chắc không phải hiểu đâu. Mọi người là trời đám gì hả? Một năm cả trăm lần vậy. Đi qua đây chỉ có hơi nước là mời đám thôi. À hết sức vậy. Cái gì vậy trời? Hả? Ông có dẫn đường nào vậy? Cửa sau kìa, nhà sau có mơ không cửa đâu. Bà nội đi ngộ chơi chơi chị em nó gì tôi về à? Thôi 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 thôi. Tụi bà đang làm gì nữa? Nói nào ngay, ngày mai tính được mời chị qua à, buổi sáng bà phụ của em chút xíu. Bạn hả? Bạn chứ bình thường ở chuồng hả bạn má? Ý là có việc à, không qua được. Không dặn có việc. Thì thôi, nói gì thôi, không qua thôi. Anh chưa làm gì vậy? Đám giỗ lộn bậy sinh nhật cho cháu. Tính mời chị qua đổ câu giùm. Trong xóm này chị nữa đổ câu ngon nhất. Cha mà nó ngon không vậy? Thôi, thôi cô ơi, bớt khen đi. Mà hỏi thiệt đừng buồn ha. Ừ. Là bao nhiêu đứa cháu vậy? 4 đứa à? 4 đứa cháu. Ừ. Ừ. 1 năm 360 ngày. Mà hết 360 ngày rồi. Là đám rồi. Không biết cháu rồi ha. Đủ đứa đám hết chưa? Thôi đi về đi mẹ ơi. Có gì chị qua hụ cho. Nhớ nha. Rồi. Bà lấy miếng đá ở đâu ra vậy? Ừ. Của chồng chị mà. Lại biết không? Em về chị yêu. Ôi. Con này nó trời ơi sao mà nó dữ dằn vậy trời. Nó đóng cửa còn vô được nữa. Xong hết rồi chị Liễu. Xong rồi. Khách cứ đây gần xuống chưa rồi. Vô ngồi đi, vô ngồi đi. Ừ, cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Dạ dạ. Không có gì đâu. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ủa sao mà con gái em chơi cho vui. Nó đi làm rồi. Ủa. Tới hả? Rồi. Vô ngồi làm đi. Rồi 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 rồi. Từ từ đi. Cứ dặn khách vô đi. Qua đây, qua đây. Ê, bà đây nữ hả? Hôm qua rồi sao không ngủ bên sáu anh chơi bà chín qua luôn. À chín hả? Đi chung luôn ừ. Ngủ rồi. Bà hôm qua. Bà nói bà bận gì rồi? Bận gì? Ai biết. Bận gì bận trời. Em ngủ rồi mấy ngày trước rồi đó. Ai biết đâu bà nói bà bận cái công chuyện gì đó. Chính cái tờ vậy biết đâu bà hôm qua. Trời ơi mẹ chính này cái gì cũng bận chứ. Đám tiền nhà ai rồi cũng bận hết chứ. Vậy hả? Ừ. Dạ có ngủ em có ngủ trước rồi hả? Ừ. Trời ơi, người tiền phục thì hòm với trời. Cho chồng sớm với nhau không, ngày nào có qua có lại. Tới thiệt bà 31, bà 9 có mày đám cưới không rồi đi. Trời ơi, chắc bà có việc chứ gì. Đám việc gì. Ôi. Thôi mời ngồi dùng cho mọi người. Ha, chú đủ thì đi. Rồi, rồi, xếp người lại. Dạ. Má tính thật chứ. Ủa, có chuyện gì vậy? Chỗ chị em, không có gì đâu em. Chỗ chị em với nhau không nè. Tao thông báo chứ cho mấy ngày trước rồi đó. Má 31 đám tiệc nhà của bà là không có gì đi. Đừng mướn cái chị. Rồi, rồi. Liễu ơi. Liễu. 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 Ê. Gì vậy? Làm gì kêu nãy giờ không nghe lên tiếng vậy? Tôi đang bận chặt cái đám cỏ, đang chuẩn bị sửa soạn tước lá mai đồ. Trời ơi. Chuẩn bị tu gỗ cây mai là Tết làm gì má? Trời ơi, em thấy làm chuyện đẹp không? Mới mua á. Để mà liên quan cái bữa ăn sáng này nhà tôi mua kệ bà chứ liên quan tôi má. Lần mua về mặt lần đi đãi tiệc nè. Tiệc gì? Cúng cơm. Cúng cơm vợ chồng chị. Cúng cơm vợ chồng mà mặc thì cũng phải đẹp đấy hả? Ủa đẹp chứ trời. Ô cúng cơm vợ chồng mà làm quá. Rảnh qua chơi. Ủa? Hả? Bà còn thể diện mà mở miệng mà rủ tôi đi qua chơi đám nhà bà đấy hả?
Ủa bình thường mà tự nhiên chồng sớm nha chị với nhau mời rủ đi thế chị làm gì thể diện vậy trời? Dữ gì he, giờ bữa sinh nhật cháu tôi sao không đi? Trời ơi, bữa đó chị quên, chị bị đau bụng nữa cái chị quên. Chị có hỏi thăm mà. Dữ gì sao? Sao chị với em hàng xóm nhau à? Sinh nhật năm nào mà chả có. Phải rồi, đám bún cơm năm nào không có má. Ê, nhưng mà năm nay à, chị làm lớn. Làm lớn hả? Ừ. Làm lớn thì tự ăn đi chứ ai ăn? Ai đâu rảnh ăn. Mệt quá vậy cái giận hoài à. Thôi, qua chơi. Mấy giờ ngày mấy? Thì ngày mai. Khi nào? Ngày mai có mấy giờ? 3 giờ chiều. 3 chiều phải không? Rồi, giờ bảo nó đi. Nhớ đi nha. Rồi. Ồ, vậy chị em vậy mới được chứ. Không qua là buồn lắm luôn. Rồi qua. Vậy mới luôn đó. Chị em mình tốt lắm, chị em mình thì em sẽ qua bên đám chị. Ok. Ồ, vậy đó, vậy mới thương đó nha. Chị về trước nha. Về gói nó tét nữa nè. Tao đi củi lâu vậy á. Đi cho mày lắm sao mày buồn. Mẹ bà, đám tiệc nhà mình nếu mình mời không đi. Bây giờ còn qua, còn mặt mũi qua sức qua mà qua đây mời tiệc lại. Trời ơi, không biết nhục. Gặp tôi ha. Gặp tao nhục mà không biết lấy quần đội vô không nữa mà đặt nó ấy. Đám tiệc nhà người ta thì mình không đi. Đám tiệc nhà mình là bo lấy cái mò hứng mơ đi. Ăn tự nhiên vui vẻ cho mọi người. Rồi. Ăn gì nè. Ủa Liễu. Gì? Đi vô ăn nè. Vô đâu? Vô ăn nè. Trời ơi. Vô làm gì má? Ủa chị mời em nó dỗi chị cho nó được bữa không? Gì mà? Dạ mà. Ủa là bữa nay hả? Ừ. Chết cha hôm nay quên. Quên gì vợ đây ngồi quên gì chưa có chuẩn bị đồ đạc chứ chơi quà cáp mà đúng là lé chứ. Cái gửi sao cũng được mà trời ơi làm gì dữ vậy trời. Chứ mẹ em bận rồi. Bận gì? Hả? Bận gì? Em chạy qua nhà có ấy em làm chuyện rồi. Chạy nhà cô Sáu làm chuyện rồi. Còn giữ xíu đi 15 phút thôi đi. Hả? Còn giữ xíu. Không ra. Ủa sao dạ? Hả? Không vô. Quên ngày. Vô đi, vô cho vui. Vô anh là gì? Vô cho vui. Vô vậy. Má ơi, hổ ăn vô má. Tôi chỉ giữ cho hàng xóm nhau mà nghĩ sao chứ. Ê, hôm qua chị vô được 15 phút nữa. Hôm qua chị nghe em nói đâu có làm gì đâu mà. Nhưng mà hôm qua em làm, hôm nay em làm rồi. Trời ơi, cái gì vô. Nhìn có 15 phút nhỏ này làm gì chị em với nhau không? Ủa chị em gì má? Tôi nhớ tôi bà hết thân rồi. Lại gì hết thân? Hết thân thì bữa sinh nhật tôi rồi, cháu tôi rồi. Cái bữa đó thì chị quên thiệt mà làm bữa nay tôi quên rồi. Bữa nay em có mặt ở đây chị em vô gặp em ngồi 5 phút đi. Nhưng mà quên là không gặp. Chính là ê, bà tới đó có người ngang ngược. Bà nói ai ngang ngược? Có người gì mà không có qua không có lại. Bà nói ai ngang ngược, qua không lại gì hả? Có ông bà với thằng ngang ngược, qua không lại á. Người mất lịch sự, tao mời không đi. Ôi trời ơi. Cái vô duyên. Tôi lộn gì tự nhiên mời có mặt ở đây đã người ta vô cho ngồi không để mặt ta không vô ngồi nói chung là không thích vô đó má. Ôi, ok không đang ăn mà ngang ngược dễ sợ ngang ngược chị em tới ngon bù què hả ngang ngược không mình đi vòng vòng đó chị em mờ thân thiết lắm mờ bớt thân đi thì bớt thân đi má không ai chị em thân thiết lại chân què ta hạ mình kiểu đó rồi bây giờ vô ngồi không mới rồi cái gì mày bớt đi ngang nhà ta đi ngang trong Hà Nam. Ê, bà làm gì bả vậy? Ai biết đâu không? Ờ, bà ta nói ha. Ờ, khách khứa người thân bạn bè đó chứ không có như ai kia. Người ta mời cái ta đi liền, nhiệt tình, vui vẻ. Anh em, chị em, bạn gì, hàng xóm đồ. Còn ta qua tới nhà người ta mời á. Cái bắt đầu cái làm lơ, đi án quán án lợi. Không bao giờ thấy mặt. Cái mời vô cũng không để mặt để tình. Cái gì mà có người... Bà tên không? Hả? Bà nói ai vậy? Gì vậy? Bà tên nó không lông rồi dính ai? Không lông lá gì đây? Trời ơi! Thưa bà nghe gì đâu? Bà tôi không thích đi đó. Làm gì tôi? Ô, nó đi kệ mày chứ ai nói gì đâu. Mày nói làm gì mà nói gì vậy? Mày nói gì? Mày nói bước bạc bước mại gì mà nói chuyện với ai đó gì dông hả? Ừ. Mày thấy tôi đi ngang mà nói làm gì thà mà đừng nói. Tao nói vậy nãy giờ nghe. Tự nhột tự chịu thôi. Thưa bà ngang ngược bà. Hứa đi rồi không có uy tín. Ê nói nghe nè má. Trước khi nói câu đó má dùm lại bản thân của mình đi. Hả mình có qua chứ có lợi với ta chưa? Hả? Đám anh tôi mời bà cũng không đi. Cái đó là tao quên, tao đã nói với mày là tao quên. Thì hôm nay tôi cũng quên rồi nha. Mày quên mà sao mày án nghe nhà tao mày lại. Ê nó nghe cái đường của má má. Cái nhà má bên đây cái đường là đường đi chung. Đường mày chung, biết, dẫu biết là đường đi chung nhưng mày biết là bữa nay có đá mà tao đã hạ mình, tao nghe tao mời mày chứ tao kéo mày vô rồi. Thì mày cũng để mình mày vô, mày để mặt tao mày vô mày ăn miếng lẩu rồi cũng được nữa. Mặt bà không bị phải để chứ. Người bảo biết điều là không thể nể chứ á. Đám tiệc người ta mời bà không đi. Bà nhiều lần lắm rồi chứ phải là một lần đâu. Lắm vậy? Trời ơi. Hôm trước đám tiệc nhà của mẹ thể cũng vậy nữa. Mời bà có đi đâu cái qua gì mà có cái mặt giác có mặt qua mời của người ta. Trời không biết nhục còn nói ra kia. Bây giờ đây mình thì biết mình không biết người ta.
bây giờ tao không mời cái nói tao á hả, sống không biết chị em, không biết rằng làng số tình người á. Thôi tốt chứ đừng có bớt chị em đi má, bớt đi, bớt có thôi. Thầy làm gì em mày? Thì vậy đi, tốt nhất là đừng chị em đi. Ôi ôi, tao bớt quá, chấm dứt tình nghĩa đi. Bỏ cái chữ tối được, tao đầy nói nhau đi, tao xài đèn dầu tự tao xài. Ôi chứ bà ngang ngược bà. Dạ. Má ơi, cười cho má nó má ơi. Dạ. Dám của ta là không đi, cái ta đi rồi, ai đi lại. Đúng rồi, ừ. Ai đi? Bánh nít đi, bánh nguyên mới trở lại. Ta không đi nhưng mà ta cũng thể hiện sự quan tâm, bữa sau ta cũng hỏi thăm chứ bộ. Trời ơi. Ê, thấy không đi gửi cũng không nói gì nha. Không có luôn má. Không đi mắc gì gửi. Nó nghe này, gặp tôi á, tôi không có dục mặt tôi gọi tới mời đâu. Ôi, biết mình không biết ta. À vậy. Thôi đi má ơi. Bớt đạo lý đi má ơi. Ăn lo ăn đi rồi gửi quà rồi đi về. Trời ơi, bởi vì bà nội này sống gặp chắc thấy sợ. Còn mấy cha nào ăn hộp nhãn để dùng đây dùng lưng lá chứ. Ở chợ mẹ đi chợ. Ừ, giọng thứ đó chợ. Sao nói cho chữ chị đúng em ơi, biết là mang nhục. Sống với nhau mười mấy hai chục năm hàng xóm rồi mà không bao giờ mà biết điều với người ta. Ơi. Bà trời ơi. Trời ơi. Đây đây. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Bà ngang ngược bả gì, bà tính bà nói cho bà làm mẹ đi hả gì? Bà đường này mày hên bả gì? Bà nói bà cấm ai đi đường này. Trời ơi bà bớt nói đi, trời ơi mồ hôi là hỏi ăn luôn bây giờ. Mọi người nhìn tiếng đi. Bà ngang ngược bà, sống ích kỷ bà. Xăm chân mày xong sửa ra cái nết luôn đi má. Tao xăm nào, tao xăm như mày quá. Xăm lỗi, xăm hư. Bỏ qua đi Chính ơi. Bỏ đi Chính ơi. Bỏ đi Chính ơi. Ai nói gì đâu. Bỏ qua đi. Đạt sớm với nhau không mà bớt người bớt tiếng đi. Đúng rồi. Sớm nhau không mà mình biết kỳ với ta đi. Đó. Mẹ Chính cũng kỳ. Nè không, bỏ qua đi. Đúng rồi, bỏ qua đi chị ơi. Không nói bỏ qua đây nè, bỏ qua chén rồi nè. Giờ mặt không ưa. Ủa nhìn mẹ liệu tưởng. Không, đi thôi thầy. Bỏ đi. Bỏ đi. Mày muốn chị ra đi. Thôi bỏ đi vậy. Chính ơi bỏ đi. Chính bỏ đúng của bà Chính. Bà quét trước là ta mà. Ừ. Quét vậy? Móc bả chị biết. Ừ. Vậy với nhau không à? Chà cả mình ra. Thôi thôi thôi. Thôi chị ơi, chị ơi nghe cho bả nghe. Bả kêu nhà nó mất tiêu rồi. Thôi thôi đi. Bả biết ăn có lỗi rồi Liễu ơi. Trời ơi. Trời. Trời cái đám bắt hồn. Chính là cái miệng bả cũng dữ thôi. Cái miệng nó dữ nó trở.